Ok, hồi lên em. Tranh thủ nghỉ trưa nên tôi hoàn thiện nốt con game mà Wolfenstein luôn. Thì hôm qua thì giờ mưa quá nên tạm ngưng khúc giữa. Nên giờ chúng ta tiếp tục lại thôi. Đây. Bữa sau lại bắt đầu từ đây đó. Nhớ hôm qua là tôi đi trên cái máy cuối cùng rồi. Để tôi kéo bàn phím qua cho nó dễ nhìn cái. Cái này rồi đi là còn cái cuối cùng trên này trước khi mà hết cái hút này. Trên này có gì không? Họ thiết kế cái đường bên đây nhưng không có gì mới này hết. Âm thanh làm rất chỉnh chu luôn nha, anh em đứng trên này là nghe được tiếng máy móc trên này luôn rồi. Là tiếp tục cái màn chơi cuối cùng thôi. Đây, hôm qua thì mình xuất phát từ đây đi lên chỗ này. Tôi nhớ có hai cái ống ảnh. Mắt kính à. Đây, cái ống ảnh đầu tiên cái cầu thang này, với một cái cầu thang ở đây nữa. Đó. Bên này thì nó có hình con chim nên chúng ta sẽ nhảy qua. Bye 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 bye. Đến đây nó có một cái mũi tên vẽ theo cái hình gần như số 8 Chu Hoàng Thị. Ở đây có một cái giấy ghi chú. Bước tiếp theo là xem cái nó là gợi ý về cái hình này nào. Em đợi tí. Tắt quạt. Đó, hôm qua lúc nghỉ thì cũng nghĩ là bốn cái vòng tròn này là bốn cái lốc mình đi lên rồi. Nhưng hóa ra bốn cái vòng tròn đó là bốn cây cột này. Đây thì theo thứ tự anh em đi vô thì nó sẽ bắt đầu từ chỗ này, tức là xoay ngược hình lại đó. Xoay ngược hình lại thì sẽ như thế này, đi thẳng vô vòng cua đi ra cái cổng vào ở đây là nó tính từ lúc mình đi vô chỗ này. Đi vô quẹo phải quẹo trái đi thẳng nha, tức là mình đi vô quẹo phải quẹo trái rồi xuống đây đi làm liền luôn. Mình sẽ quẹo phải cái cột này, trái quanh đây. Đây có đường luôn rồi. Đó, ngay vị trí này. Chỉ cần một con pin thôi. Nếu vô một thì tôi nghĩ là nó khó đó, chứ không phải dễ đâu. Bên này chắc ảo ảnh. Thấy không? Đây cái đường vô đây. Coi thử nó làm sao đã. Hiểu rồi, mình phải đặt làm sao để mà xây cây cột lại một lần nữa, tức là hơi lệch như hướng này. Không, lệch 80-90 độ luôn. Không có đường đi hết á. Tôi nghĩ phải lùi ra một chút nữa mới vừa. Như thế này không biết nghe chưa. Thử đi. Không được thì mình làm lại thôi.
Ủa, mở bớt ra vậy? Về ban đầu luôn. Nó dẫn ra cục pin là sao ta? Dẫn ra cái ảo ảnh như thế này. Tôi nghĩ là xây hai lần để nó không bị dướng thôi. Mỗi lần mình nhích qua một tí. Rồi hết phim rồi, sai rồi. Hiểu rồi, mình đi hướng nào vô thì cái camera nó hiện qua ngay hướng đó, thành ra là không cần phải xây bọng gì hết. Ủa cũng biết đâu.
thử qua cách này coi nó đơn giản không. Rồi được rồi nè. Nói ra cái cách để đơn giản hơn là mình xây từng chút. Thay vì suy nghĩ phức tạp quá thì cứ nghĩ đơn giản thôi. Tao tới chưa? Thì ba cái khúc đầu đó xong rồi, chúng ta bắt đầu hai khúc cuối rồi. And there's only forward, isn't there? Mirren's workspace awaits. She's rather special. Tối nay thì chắc để cả năm hết cho anh em này đâu. Started all of this with good intentions, no less. She even made me, and for that I will always be. Mèo ấy làm mắt cáo. Ở đâu vậy? Đồ họa này phong cách này gọi là phong cách là stylist vậy. Gọi là xu hướng cách điệu, nó giống như con là Netcape Simulator nhưng mà Netcape Academy vậy đó. Hiện tại bây giờ là 4 giờ 5 phút, 4 giờ 7 phút. It's different, isn't it? Mirren was passionate about her studies. Để tóc xanh đi cho nó dễ nhìn. Dạo vòng trước là vô ha. Đây có một cái cầu thang đi lên. Cầu thang mà không có lan can như thế này nguy hiểm lắm. Trên này có hai máy B và FBL. Ba máy. Ngoài này thì trời đang mưa. Có mặt trăng. Mấy cảnh núi này nhìn không đẹp lắm. Một máy nữa nè, bốn máy. Trên này tôi nghĩ là một hai máy thôi, năm máy nè, sáu máy, bảy máy, tám máy, bảy máy chứ. Chạy tivi để mưa gì thì tiêu rồi. Tám máy với này hai máy nữa là 10. Ủa, bảy với hai là 9. Để dạo ngoài vòng nữa. Những cái hộp bánh này đậm chất châu Á mình đúng không? Nó ấm trà đấy. Góc này đẹp nè. Để nắp lại được không? Bánh quy mà để dưới giờ mưa nữa. Kính viễn vọng nữa. Ngắm trăng nè. Thì cái nhà này giống như cái đài thiên văn nè. Cái cửa sổ cũng độc đáo nè. Thì mấy cái chỗ kia nhìn chiêu quá. Cái này gọi là cái góc làm việc. Không đẹp nhưng mà vẫn ổn. Rồi chúng ta đi thôi. Chúng ta có 5 cái máy ảnh, hai cục pin, một con mèo. Mọi chuyện có đơn giản gì không? Không. Không có cục pin nào trong cái tấm hình không? Ờ, đơn giản vậy đó hả? Tôi không nghĩ là mọi chuyện đơn giản như thế này đâu. À, không can thiệp gì được.
Ủa không lẽ nó đơn giản gì thiệt? Thiệt luôn kìa. Chụm cái màu sọc luôn rồi. Thiết kế bốn cái góc cũng đẹp quá. Tại sao nó cho mình chụp 5 tấm nữa? Giờ mình phải đi kiếm pin đó. I wonder how we're gonna reach that teleporter. Wow, mấy cái tường nhìn đã hả? Đẹp thiệt chứ. Nhìn tưởng đâu gạch ống không hả? Cái vùng màu trắng là mình có thể là can thiệp vô nó được, còn những cái vùng đen là nó sẽ không bị ảnh hưởng với tấm ảnh này. Hóa ra cái đầu tiên nó cho mình bốn cái tấm ảnh đó là để mình thí nghiệm cái đó, mà không ai là vừa chụm tấm một nó qua luôn rồi. Nên chưa kịp thử nghiệm ba cái này nữa. Giờ tiếp theo là mình cần một cái máy. Hóa ra cái khối cubic này là để mình làm đường thôi. Self-learning, ever-growing. It can be used to build structures, new buildings, supported on its own energy. This could truly help. Where's that ringing coming from? Điện thoại từ đâu vậy? Nghe tiếng đâu dưới này nè. You made it! I'm so happy. Nice work. You're near the end of this wild maze. At least, as far as I can tell. Sure the weather disruptor must be around here somewhere. It's Marin's life work, right? She must have stashed it away. Find it, and let's get you out of there. The weather disruptor. Mirren's life's work. Mình có một cái con đường đi thôi. Mirren and the others developed a lot of potential solutions for your current climate worries. Vậy tức là mấy cái không gian hẹp không được, quay qua cái khu rộng ở đây nè. Đứng bên kia chụp nối cái đường, hai cái đường này qua mình mới vòng lại mình đi được. À quên, nó màu đen nó đâu bị ảnh hưởng đâu. Bên bánh có một cục pin. Đây, cuộn phim chứ quên á, pin pin gì. Mình phải chụp cái nền trắng này mới được. Làm cái nền mình đi tới đâu nó hiệu ứng nó đẹp quá, còn hơn cái dấu chân nữa. Mirren always loved her research corners. Rất tiếc là không được. Vì vấn đề ở đây phải làm gì đó.
this work? I see now that it's only part of the solution. What we need is a game này tôi không biết cục diện là gì. Place full control over the atmosphere directly into our hands. A machine to offset the RISE project's like nitrogen emissions. The missing piece of the puzzle. Vấn đề bây giờ là mình. Kate, can you archive this batch of results? I've a brilliant idea that I need to diagram. Mình không cần phải mở cái lồng đó. Đấy. Tiếng game là vậy. Không nhận được. Cái bích giao nó hơi xấu thôi. Ngoài ra thì đồ bạn game rất là đẹp này. Làm cái bích giao mà kiểu fantasy hay là SCP công nghệ đó. Chỉ còn một cục pin thôi. Nhưng mà cái máy ảnh này không chụp được pin đó. Đó đó là dài hai là cái bên bản à. Không, khác cần. Okay, I do have a first build. I can't say that I'm happy with how it's turned out, but it is a start. That counts for something. Okay, I'll run the test just to have the data. After that's done, we'll leave this workspace behind and begin again. Đây gắn luôn, đâu cần lên trên nữa. Đỡ công phải lội lên. Nhìn là chỉ cần một cái mảnh là nó cho mình 5 tấm là để đề phòng mấy cái trường hợp hạng phủ. Đây ngắm cái gì đó vậy? Ngắm năm ai vậy? Cậu cứng rồi nó kêu như máy cài luôn. Không biết rồi niên hạn đến khi nào. Giờ giờ làm game mà phải vừa bắt úp qua mấy ổ cứng khác. Trông lo sợ, vừa quán loạn. Hả? Vậy là mình bây giờ nguyên cái máy rồi bảnh qua luôn. Từ từ để tôi suy nghĩ. Chỉ có một tấm ảnh thôi nên không thể làm được cái trò như tôi vừa nghĩ. Không có đường. Cũng không có góc chụp để toàn bộ cái máy.
Nên em nhìn cái này giống cầu thang nè. À hiểu rồi, quên nữa, hơi bị ngu. Thực ra cái màu đen này nó làm gì có cái đồ trắng đâu. Cái gì bậy bạ quá. Một bên. Để tivi ở đây nữa, đúng đẹp lắm. Trời mưa thì hơi bị cực tí thôi. Mà nhiều quá, biến động quá. Nói chuyện thì còn nghe nghe chơi vui tai thôi. Alavan was right. As much as I hate to acknowledge his genius, I enjoyed myself, but there's still work to do. Kate, can you compile the solution submissions? I want to have a laugh going over them again later. Collaboration always sparks innovation. You're collaborating too, with someone. The phone calls, they're lovely. I hope the two of you find your own space for innovation. Khi mình không thể đem được cục pin ra thì mình sẽ đưa cái máy vô. Bên đó gì đâu phải dưới rồi, kiếm cái góc mà đẹp đẹp ấy. Rồi ok, onwards and upwards. Rồi, xong hai cái máy tầng dưới, chúng ta còn tận 7 cái máy ở tầng trên nữa. Bốn cục pin. Một cục phim mà bốn cục pin. À, hai cục phim thì đủ dư sức rồi. Sai rồi. Hai lần gắt hai cục bốn cục, vẫn không phải đưa cục pin này vô, bắt buộc phải đưa cái máy này vô.
Sao ta? Nhìn đơn giản mà khó quá vậy? Mình chỉ có hai con pin thôi, nên tôi nghĩ ban đầu phải chụp cả cái máy lẫn là cái này vô mới được. Thử để con pin này lên con dây nè. Cái này thì nó chả liên quan cái bánh luôn. Máy này xài được không? Quá wow. Quên chụp cục pin nhé, không được. Cùng lắm thì giữ được 3 con pin rồi. Chụp con pin cũng không được nữa. Bó tay rồi. Thêm. Không có thêm luôn. Này còn gì nữa không?
Nhức đầu quá. Bây giờ nếu cái máy đã có một cục pin rồi mình chụp nó lại thì nó có tính là hai cục pin không? Quá, cho qua đây tí nữa tính. Nhớ cái năm máy nữa nè, tôi cài đó. Cục này sao mà kích hoạt nó được? Đặt cái gì đó lên đây phải không?
Ủa sao vậy? Rồi nãy giờ nó bị tắt nha. Everyone deserves to have a bit of fun, even in the throes of work. Mèo đâu mà lắm gì ta? Cái này là để cho mấy con mèo nó vô đây nó ngồi chơi. Tiếng thét à? Just makes you wanna get up and dance. And also power a teleporter. Right? Cái tiếng thét. Thực ra là nãy không cần cái tiếng thét nó không được đâu. Mình chụp cái máy này rồi mình đặt cái bản. Ủa? Messages must be getting more ominous. You're close to the end. I'm sure of it. Mirren's final work must be stored around here somewhere. And then we'll be done. We'll look to get you out and see what we can do. Oh, yes. Mirren's final project. I had nearly forgotten. I think... Never mind. You still have somewhere to go. Let's carry on. Mình có tới 5 tấm ảnh rồi. Mà không chụp được bất cứ thứ gì. Chụp được gì cho anh sao anh chơi? Ơi, ở đây còn cái nữa. Vũ đoạn nhà đó. Giờ chơi là ghép nói, ghép thẳng từ đây qua bản luôn. Bỏ tay, nãy giờ nhìn không thấy cái này.
Gì là có chưa? Chơi tính chất bắt cầu á. Bó tay, nãy giờ không có nhìn lên các bạn á, không nhận đuôi mù như thiệt. Năm tấm ảnh rồi. Lấy cái mép bên trái gì vậy? Tôi kỹ mấy cái bàn còn sót cái gì không? Này là cái gì? Như hai quả thận á. Lâu lắm, như thế này thì nó làm lâu lắm. Chưa đủ độ dài.
Hiểu rồi. Nãy giờ hơi bị ngu. Đây. Thực ra không cần phức tạp gì đâu. Mình chỉ chụp lấy cái đầu này thôi. Bó tay luôn. Nãy giờ đầu óc hơi đục đục gì đâu. Đó. Nghĩ sao mà đi ghép được cái khoảng cách đó. Hay là rồi, ok. Hiểu rồi. Weather is truly cái máy này cứ cay nó nha. The climate can impact every cái này là dạng như cái tùy chỉnh thử thách nhất. Impossible questions. Không qua được cái đó là khá là cay. Uống miếng nước ạ. Chăm sao cho nó đẹp dễ nhảy vậy. Như nãy nó mệt quá. Cầu vòng là sao? Cái bộ lọc filter mới với cái camera. Vụ đạn cái máy này tôi nhớ mặt lắm.
Không, cái này lại là thử thách nữa nè. Cái gì mới rớt xuống vậy? Cái này có quái gì đâu. Trước mắt thì coi nó ra sao cái nào. Để qua bản coi mấy cục pin cái đó tính tiếp. Một cục pin thôi. Một cục pin thì một cái tạo đường đi, một cái lấy pin là xong rồi. Tôi không nghĩ đơn giản gì đâu. Này sẽ ra không để đơn giản như thiệt đó hả? Sao nó khó, nó dễ hơn cái máy này dữ vậy? Cái này lại tiếp tục một cái thử thách nữa nè. Tắm vậy là vừa lấy cục pin vừa lấy đường đi.
Ê. Phải qua bản coi bản sao trước nữa mới được. Ồ, vậy đâu phải qua đây một cái nữa. Ê Phan, nhiều cục pin. Thực ra đâu cần qua bản đâu. Nó cần 3 con pin nữa. Ba cục pin. Ba cục pin, 2 tấm ảnh.
Như thế này cũng không được. À. Nó ba nãy giờ nhìn không biết sao suy nghĩ là bốn không à, nên tính 2 x 2. Giờ tâm lý gì có trái dưa hấu rồi nói vậy. Chụp dưa hấu à. Gì đâu thấy có 2 trái dưa hấu dơ lên. Không còn gì khác nữa.
nhanh cỡ nào thì cũng không kịp cả. Nhất hai trái dưa hấu mà tìm đâu ra nữa vậy? Bên này không có gì để làm nữa. Bằng nêm chỉ có nước đứng đây nè, đá với hấu ở lần đây nó đụng đây, thời gian đó mình chạy lên cho bảnh rồi. Không có cầm được cái gì nữa. Bỏ tài hóa ra là làm cái trò này.
cắt nửa với dưa hấu. Nãy giờ không nghĩ ra. Bỏ tài. Quên là nếu như chụp được trái dưa hấu thì có thể tỉa được nữa trái dưa hấu. Này làm sao vậy? Hey, another voicemail. It's getting harder and harder mà sao nó đen thui vậy? I hope you're doing well. I've been doing my best to track your movements. It's been difficult though. Possibly some sort of error on my part. I'm going to reach out again soon. Try to answer next time, if you can. Despite this mess, I know you'll be fine. Mù mắt tôi rồi. What the hell? Cái này là nó màu đỏ. Màu đỏ là cái tấm gương này. Nếu hồi nữa mất cái cầu này thì mình phải nhảy từ trên đó xuống đây. Nhảy từ trên đó xuống đây thì mình có nên đi qua cái cửa xanh lá này không? Con mèo màu đỏ. Không, không đi qua cửa trên lá được. Hai cái cửa nó đổi chỗ với nhau. Trinh dương đỏ nhẹ vàng.
thời gian là bao lâu? Đảo mắt của anh em ơi. Phải chuyển tấm gương này thành màu vàng, tấm gương này thành màu đỏ. Rồi lúc đó mình sẽ đi qua cái cổng màu xanh dương. Lý thuyết là thế. Ok, đi qua cái xanh dương là xong rồi. Đấy. Cái này là không phải màu vàng á. Những cái quái đó màu gì? Cái này như là tấm gương bình thường. Ok đó. Bỏ tay anh em, nhìn ra màu vàng được. Chơi anh em này giết được mù màu luôn anh em ơi. Isn't making it this far enough? Haven't you gained all the knowledge this place has to offer? This, what was our cái chỗ này mà thiết kế đi qua không được nè. Nó vô lý chưa? But it's not right. Not in the way you want. Mèo nó kêu ly là sao? Mình làm gì nó đâu mà năn nỉ vậy? 6 đồng, 6 đồng vàng. Ủa anh vô đây làm gì? There's a burden in knowing. One you needn't feel. It will not be painful. Bắn gì vậy bạn? Thằng Gina. It didn't work. Nó không hoạt động. It never worked. Nó chưa bao giờ hoạt động. It wasn't supposed to happen like this. Mirren, they were all supposed to find rồi, the answer. Tiếp tục đi tìm kiếm trả lời thôi.
leave. This isn't it. It can't be. The solution, it all made sense. I'm sorry. When I realized what you were looking for, I didn't have the heart to tell you. An impossible solution for an impossible question. Con mèo nãy giờ mình đứng đó mà nó làm cái giọng già chết hả? She was crushed. They all were. Didn't want you to have to feel as they felt. It's a painful burden. No. Tao là gì đâu? Còn sót mạng cùng pin tôi vẫn còn nhớ nha. Đợi nó đi. Bốn nhìn năm cây cứu không? Bye bye mèo. Game này tính ra khoảng 4 giờ chơi, 4-5 giờ. Chậm chạp như thôi thì 4-5 giờ, còn anh em nào nhanh tay nhảy mắt bảo đầy chất xám thì chắc 3 giờ rồi xong rồi. Mưa hoài luôn á. Dưới tôi cũng đang mưa, game này cũng mưa đó. Nhìn đâu cũng thấy nước vậy. Ở miền Tây mà nghe mùa mưa này gừng cứu nó cây cỏ nó mọc thôi rồi. Vừa cây cỏ vừa côn trùng. Nhiều màu lọc quá vậy. Thôi thôi thôi, mùa màu. But it's home to their memories and to me. Ba cái à? Trên còn nữa. Bốn. Sắp phá đảo rồi anh ơi. Cõi phá đảo chứ còn màn nữa. Lồng đen nha. Cái máy màu xanh nữa. Vậy cái búa này cũng phải gụm xuống nhá. Còn mèo thì nó vẫn còn đứng được. Cái này là nhiêu ảnh ta? Dùng tấm này dẹp bỏ cái khung cửa bển. Cái gì đây? Nói clone bản thân mình nha. Hello. Vải, áo mà áo gì?
tới đó phọt à. Tôi bắt đầu thấy quan ngại về con game này đó. Hiểu rồi. Hello? Hello? Are you there? I can barely hear you. Where are you? You're completely out of my field now. Did the machine fall apart? How could that happen? Was it a system? This is bad. This means that there's nothing here but us. Did we just waste all of this time? I don't know. You need to find a way out. I can't speak to the KD. Creativity is a wonder to witness. Game là gì mà nó nhức đầu phải? Beauty and efficiency, I see. Cái này nó cũng hình ảo giác nữa nè. Cái gà nó bị tạo ra bởi như gì? So you do like it. Thực ra là nó không phải cái dòng lập. Đã à? Mình đi được tới đâu rồi? Đi nếu như theo lý thuyết thì mình có thể đi đến vô cực luôn. Giờ đi một hồi thì cấu hình máy nó không tải nổi giảm gam. Không, không bị rớt xuống. Đã không? Sao tiếng nhạc càng lớn đó? Được rồi, hết đi được rồi. Chạy nhiều thôi. Nè, làm sao tôi chụp được? À, chụp hướng này. Cái này cái nọ nó đi ra được nha.
một con bin thôi. Ăn cái này lồng kính hả? Chết cũ rồi. Cả đều là lồng kính hết. À, có cái lỗ đây. Cầm cục pin cười te tét lên đó. Đó. Bẻ miếng là chạy được không? Ừ, vẫn chạy được. Nhảy. Cái này gọi là thông minh đó, mà không biết chữ hay không thôi. Gì cũng tính nữa không? Ok, gì làm được rồi. Ủa vậy thôi đó hả? Hay lắm. Để mình có thể đứng ở xa hơn. Mình vô chỗ mình sẽ chụp một tấm nữa, xong rồi dùng cái tấm này quay ra.
phải đạt được cái độ xa tối đa nhỏ nhất khi hàng nhân vật mình nó nhỏ xíu. Thứ hai gửi phải đi làm rồi. Nãy giờ chơi gần 2 tiếng nữa rồi. Dĩ bản đây. Ây, 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 ây. You've destroyed it. Phải thì something must be wrong with the camera. This is dangerous. Như game kinh dị vậy thì nó quá rồi đây. Giật cái mình đủ đạn con game. Cái gì đó vậy? Cái bóp điện thoại còn một pin nhưng mà tận 5 cái máy ảnh. So what if the weather disruptor didn't work? This can't be the end of everything we want. All the research, all the memories. Need to keep pushing forward. Tôi mới thấy cục pin nó sáng lên. I refuse to leave this place until I know the answer. Until I save everything. Mình chụp ở đâu rồi chỗ đó nó sẽ mất. Nên là chụp làm sao là cái trước nó phải hơn được cái sau. Game này như game kinh dị á. Tôi bắt đầu thấy gán rồi đó nha. Hey, I can't tell if you answered or not, so I'm just going to wing it. You're completely out of my range. I can't find you. Máy này không chạy. Vitals are still fine. Like you're in a deep sleep. So, new game plan. You're going to need to break the system somehow. There has to be access to a failsafe. A way out. Use it.
even if it destroys the place. It might be your only chance to leave. Get back here safe, all right? Destroy this place? To make... Is that the only answer? Xấu gì vậy? Chờ tí xanh tươi là. It's pretty here. The sound of the wind is nice. Is this what your world once was? Is this what you're trying to get back to? Không có màu sắc rồi dịu nhẹ đâu. Giờ mọi thứ đẹp rồi, chúng ta hủy diệt nó thôi. Một tấm ảnh à, một cục kim. Điện thoại không hồi tổng nữa. Ngồi lên cái bộ di mạch kia đó. Không dính bức tường ta. Cách đơn giản nhất là chụp thẳng bức tường đi. Tại tôi hơi lùi thôi. Đúng là hơi lùi, hình ra nó khó. Mới vô nó bỏ tù mình đây. Cái lòng kính. Ơi.
còn dư tấm ảnh nữa. Gì cũng mới ghê vậy. Này trình như chụp không được. Ơi, không tới. Ơi, một rồi, rồi đó, tới rồi. Phải hy sinh một mạng nữa chứ. Nhảy qua bản rồi nhấn tướng lên đó. Game này nó ác độc với nhau quá. Nó đây đó hả? Còn màn cuối nè. Tôi nghĩ đây là màn cuối chứ không biết nó phải nó cuối không. 10 tấm ảnh. And so your choice is made and it begins. Drives you. Hesitation is the enemy of innovation. Mày biết luôn hả? Năm phút này chắc phải đi mấy lần mới qua được. Gần ngay rồi nhưng mà nó chưa ngay.
mà mình gấp quá, không có thời gian nữa mà tranh gốc chi ti được. Do you think you have the power to reshape your world? Reality isn't as forgiving as this place. Hết giờ. Mà cục pin đâu ra? Lần này dạng như thử thách tốc độ thôi. Ở mỗi màn mỗi khác à. Vậy là mình phải lấy cục pin đó màn trước. Mà màn trước làm gì có cục pin. Game đùa nhau à. Đó là cục pin đó không? Không, cái hộp quà thôi. You always were quick with a clever solution. Ấm trà gì đây vậy? Bó tay rồi. Không có cục pin sao qua được cái hải 4 đó. Thua lại từ đầu luôn. Này là cái quay đầu tiên của mình nè. Hoàn toàn không có cục pin. Quay này cũng không có cục pin luôn nha. Tôi vẫn nghĩ là cái máy phát nhạc nó có thể dùng làm cục pin luôn được không ta? Ê! Quên lấy ấm trà.
Đấy, lỗm đấm rồi. Nó mày không phải pin anh em ơi. Chỉ là cái radio thôi. Bạn đùa nhau à. Một số một chấm nó có ý nghĩa gì vẫn là một nè. Quay này không có pin luôn. Năm nơi mình bắt đầu bấm đây là 5 phút nào. Chứ này cũng không có gì. Ai quay đầu không có gì. Quay thứ ba cũng không có luôn. Chỉ có mỗi cái ấm trà này thôi. Tôi nghe tiếng nhạc. Nó có số 3 nữa kìa.
số 4 nào. Cái số 4 thì không có pin. Có tam giác vàng ở trên, nó là cái gì đó. À, cục pin chứ nó kìa. Bó tay, nãy là 10. Phí thời gian quá. Ui. Ở không này mới đúng. Thêm tắm nữa đi. This failsafe was to prevent us losing everything. Dạ. Lần sau chúng ta làm lại. Ok. Solution. Đủ đảng tốt thời gian vãi. Để coi cần chuẩn bị những gì.
there's a way forward, even without an answer, even without absolute. Thì chúng tắm này sao qua bản được. Thì chúng tắm rồi. Vậy là ở quay 8 mình có phải tắm thêm một cái tắm mà dịch chuyển tức thời nữa. Rồi reset luôn. Mình lấy cái cầu này không ta? Cầu này nó dài. Thôi. Mấy tấm này đã sai rồi. Nên lấy tấm cây cầu nãy. You always work quick with a clever solution. Huh? Thôi chết tôi rồi. À, vẫn bấm được. Cái này cho nó chắc. Thì đó. Thì đó. Từ lên.
Tiếp anh em, có điện thoại. Ủa nhiều quầy vốn khác gì đâu. Ông thằng cúng phim như khác gì. You did well. It's thanks to you. I understand. Mirren, she was desperate to find the truth on her own. But I see now. There is no singular truth, no perfect answer. If anything, meeting you in this place was the closest I would ever get to knowing. Oh no. Tell me, the red world that awaits you, is it loving? Is it healing? I see. I suppose our time has come to an end. Thank you for stopping by. Rồi con mèo ra đi rồi. I wish you well. Chúc may mắn. Giờ nãy còn gợi ý mình coi hướng dẫn nữa. You're back. Oh thank God. You made it. Thực ra cây cỏ hồi nãy từ đầu game tới giờ đại đa số là trong thế giới mộng tưởng rồi, thế giới giả lập á. Mình đi qua biết bao nhiều thử thách trong cái máy này để lấy được cái mầm cây cuối cùng của nhân loại. Còn bỏ cái quy trình mình nghiên cứu là để trồng cây hết. We can keep brainstorming other. Wait. What's that? Đó. Không tin là trong thế giới giả lập mình gặp được một cái cây ra thế giới thực. Ok. Điểm 2, nói chung là giải đố. Rất ấn tượng. Khoảng 4 tiếng giờ chơi. Cái đội ngũ rất là nhiều người làm luôn. Một mình tôi solo thì không biết bao giờ mới làm được như thế này. Defender Gotaiber 2020. Game này cũng mất ít nhất 3 năm phát triển với đội ngũ 100 thành viên. Wow. Mà cái tình cũng dữ lắm. Cái này là dạng như gì quá vậy. Ủa dạng như mà mấy ngôn ngữ bản địa khác á. Rất tiếc là không có tiếng Việt thôi. Đặc biệt cảm ơn những thành viên này, Game Artwork. Phòng sử dụng trong game này. Hầu hết mấy cái phòng này anh em sử dụng là phải ghi trong cái phần ghế đi. Riêng tôi thì tôi xài hai cái phòng của Google Phòng. Họ được miễn phí tất cả mọi thứ luôn. Đây là cài. Chúng ta đã cắt nửa anh ấy ra rồi.
Rồi, rất cảm ơn em đã theo dõi con game. Rồi coi như cũng phá đảo còn một màn chơi thôi. Nào rảnh thì sẽ chơi màn đó sau. Giờ đi làm rồi. Ok, bye bye em.